Nest. Knit. Nest. Knit. Tall. Tall. Đúng không? Tall. 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 Phát âm chuẩn vào. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ học những cái bài mà cái tổ chim. Tổ chim này coi nhà mình hay có. Cây cổ thụ nhà mình hay có. Rồi, hôm nay học tiếp tục bài học về của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 nha. Rồi, giới thiệu với các bạn một cái phần mềm để dạy các con phát âm tiếng Anh. Đợi một tí. Ở cái video trước thì cũng có giới thiệu cái phần mềm này rồi, nhưng mà ở video này cũng giới thiệu thêm với các bác luôn. Đó là cái phần mềm từ điển online Merriam-Webster. Đấy, các bạn cứ lên cái tab ứng dụng của Google, của cái chợ ứng dụng, các bạn đào gõ cái Merriam-Webster này về để cài vào trong cái điện thoại của chúng ta, và chúng ta mở nó lên thì chúng ta sẽ gõ những cái từ mới mà các con học. Thường thường là các bố mẹ chúng ta là cũng ít người có thể nói được tiếng Anh, kể cả những người nói được thì cũng không tự tin để mà phát âm tiếng Anh tốt, thì chúng ta nên ứng dụng vào những cái phần mềm online, từ điển online, để chúng ta luyện phát âm tiếng Anh cho các con cho nó chính xác. Đấy, bây giờ ví dụ như cái bài đầu tiên, bài này là cái bài học hôm nay, thì cái từ này nghĩa của nó là cái tổ chim đó. Đó. Thế thì bây giờ phát âm như thế nào? Giờ ví dụ giờ hỏi bạn Việt là có biết phát âm cái từ này không nhá? Con biết phát âm từ này không? Cái tổ chim không? Không. Không đúng không? I don't know. Ok, bây giờ gõ cái tổ chim vào đây. Gõ bằng tiếng Anh nhá. Gõ thì chắc ai cũng gõ được rồi. Đó. Đó, bây giờ gõ cái từ này vào đây này thì nó sẽ tìm cho ta cái từ như thế này. Thì ta gõ vào cho phần mềm nó đọc nhá. Nest. Đấy, chúng ta cứ như thế này, chúng ta để các con phát âm thì là nó giống với người nước ngoài phát âm thì coi như là xong. Bản chất của học tiếng Anh là bắt chước mà. Nest. Nest. Con nghe lại nhé. Nest. Nip. Nghe lại. Nest. Nip. Nest. Nest. Chưa đúng. Nest. 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 Nghe kỹ vào, nghe thật kỹ vào rồi phát âm theo. Nest. Nest. Chưa phải, cái âm cuối chưa phải. Nest. Nip. Nest. Nest. Chữ có âm cuối có st. St. Đó. Nest. Đấy. Nest. Thấy chưa? Nest. Đó. Nhưng mà cái st nhẹ thôi. Nest. Nest. Không phải em là st. Không phải như thế. Nest. Nest. Đấy. Nest. Nest. Nest thì xì một cái th. Thế. Nest. 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 Đấy, đúng rồi. Nest. Nest. Đó, chuẩn. Nào. Nest. Đúng rồi. Phát âm lại. Nest. Say again. Nest. Rồi, nest. Đúng không? Nest. Nhớ nhá. Nhớ từ này chưa? Được. How do you spell it? N. Rồi. E. Rồi. S. Rồi. T. Ok. Phát âm lại đi. Nest. Rồi. Ok. Nest. Rồi, nhìn xuống đấy này nhá. Con nhìn này. Có một cái cây. Đây là một cái cây này. Đây cũng là một cái cây này, đúng không? Hai cái cây này. Thì cây này cao và cây này thấp. Thấp đúng không? Cây này cao, đấy. Thì cái chữ này là chữ gì? Nghĩa của nó là cao đúng không? Thơ. Là cao. Phát âm thế nào? Đúng rồi, tall. Tall. Nghe nhá. Tall. Đó. Tall, con biết rồi mà. Tall. Tall. Đúng không? Tall. 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 Phát âm chuẩn vào. Tall. Tall. Ok. How do you spell it? T-A-L-L. T-A-L-L. Rồi, T-A-L-L, đúng không? Ok. Thế cái cây, đây là cái cây đúng không? Thì cây tiếng Anh là gì nhỉ? Mà đi đường không có ai hỏi con nhỉ? Con biết hết rồi, là tree. Ok. Tree. Đánh vần cho bố cái cây như nào. Tree được à?
T-O-S-T-O-E. Nghe nhá, nghe từ cái kênh phát âm nhá. Tree. 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 Nghe này. Tree. 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 Không biết có lại còn phát âm thế nào nhỉ? Tree. 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 Đúng không? Ok. Tree. 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 Ok, em nhìn sang bài cái hình bên này nhá. Đấy, con thấy không? Đây là một cái tổ chim nhìn nó thế nào, nó rất là mới. Đúng không? Cần cái tổ chim này nó sục xà, sục sạch thế này này. Đúng không? Nó nhìn rất là cũ. Đúng không? Đây là những rác rưởi nó cứ sục xà, sục sạch thế này. Cái này rác rưởi nó còn mới, nhìn nó mới tinh, đúng không? Thế thì cái tổ chim thì là phát âm là như thế nào? Lúc này con cũng có biết phát âm rồi đúng không? Là gì nhỉ? Là gì? Lại quên rồi á? Nghĩ đi, cố gắng lên. Là gì? Nest. Đấy. Nest. Nest. Đấy chưa? Nest. 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 Ok, thế cái mới, mới đúng không? Cái này thì mới, mới. Cái gì mới mới thì phát âm thế nào thế nào? Không biết. Là new. New. New là mới. New. Cũ thì không có dạy, không có trước có dạy con rồi. Là old. Old. Đúng không? Đây này, đây là old này. Con old. Này biết, con biết rồi đúng không? Old. Còn đây là chữ xanh xanh này là gì? Là new. New. Ok, thế đây có mấy cái tổ chim? Một. Ok, một cái tổ chim đúng không? Thì phát đọc là a new. New. Nest. Nest. À, phát âm. A new. Nest. Nào chỉ từng từ một đi. A new nest. Rồi. Thế vâng. Còn a đâu? A đâu? À. Đây là a này. A. Đúng không? Còn đây là gì? Đây là gì? Thêm chữ n nữa thì đọc là un. Un o thứ tượng rẻ. Đúng rồi, chính xác. Un o nest. Đúng rồi. Un O nest. An O nest. Đúng không? Thế bây giờ nha. Không, bây giờ thế này. Ok, làm bài kiểm tra đi nhá. Làm bài tập ở dưới này đi. Cái này con biết phát âm rồi đúng không? Đọc lại cho bố một lần nữa cho bố nhớ xem nào. Nest. Đọc lại đi. A new nest. Ok, đọc lần, đọc bên kia. Un o nest. Yes. Đây. Ok. Đây nhá, con nhìn đây nè. Đây là cây. Đây là cái gì? Cây. Thì cây, nhưng mà ở dưới này chữ thì là một tree. Chữ là a tree. A tree. Và a gì nữa? Và a nest. Đúng rồi, a nest. Nest. Thế nhưng mà đây là cái gì? Cái cây. A nest là cái tổ chim. Đúng không? Là một cái tổ chim. Còn a tree là một cái gì? Là một cái cây. Ờ, là một cái cây. Thế thì đây là cái cây thì khoanh từ nào? Khoanh cái cây hay khoanh cái tổ chim? Khoanh cái cây. Đúng rồi, cái cây mới đúng. Đúng không? Thế thì mình nhìn sang bên này. Đây là gì nhỉ? Con bird. Bird. A bird. Tức là một con chim. A bee. Một con ong. Ờ, thế đây là con chim hay con ong? Chim. Thế phải khoanh từ nào? Cắt sẽ khoanh từ trên này. Đọc luôn. A bird. Đúng rồi, a bird phải đúng không? Ok, đã nhìn đây. Hình bên này. Nào giờ con nhìn đi, con khoanh từ nào? Con khoanh từ new, a new. Từ dưới. A gì? New á? A gì? Phát âm thế nào? A gì? A nest. Nest. Đấy, con vẫn chưa nhớ. A nest. Ở trên, đọc trên là gì đấy? Ơ gì? Không có hôm trước, mới học hôm trước ấy nhá. Bài hôm trước học cái con này này. Con gì đấy? Đấy, học xong lại quên, thế này thì phải học thật nhiều. Học này cứ học có quên là bố kiểm tra, bố quên là bố bắt học lại đấy. A mouse. Mouse. Mouse, con chuột đấy. Mouse. Đúng không? Để có quen tí nơi. Đấy, con quên vì con chuột rồi, tí nữa học lại, học xong bài này học lại con bài con chuột nhá. A mouse, a nest. Thế đây là cái gì?
Đồ chim đúng không? Chim. Đồ chim thì phải khoanh cái từ này mới đúng này đúng không? Rồi, ok, nhìn xuống dưới đây. Nào đọc hai cái chữ này cho bố. Đọc hai cái chữ cho bố. Girl. Yes. Boy. Đọc đầy đủ đi. A girl, a boy. Yes. Nhìn hình. Nhìn hình xem đấy là nam hay nữ? Nam hay nữ? Thế thì khoanh bên nào, khoanh từ nào? Từ girl. Đúng rồi, khoanh từ a girl, đúng không? Ok, thế đây là nhìn đọc cho bố hai cái chữ này. Fish. Đọc đầy đủ đi, đọc đầy đủ. A fish, a horse. Đúng rồi. A fish và a horse, đúng không? Nhưng mà phải khoanh từ nào? Khoanh từ fish. A fish. Fish. Đọc đầy đủ nhá. Rồi, chuẩn. Thế nào nhìn sang bài bên kia, cây cỏ, đúng không? Grass và cheese. Thế khoanh từ nào? Khoanh từ grass. Đúng rồi, khoanh từ grass. Ở trên nhất đúng rồi, cheese là mấy phô mai là không đúng đúng không? Phô mai. Cheese là phô mai. Còn grass là cỏ, phải khoanh từ này đúng không? Đúng. Rồi, ok. Cái xong. Cỏ mọc ở nhà mình có ngoài chân. Rồi, ok. Ngoài sân nhà mình có nhiều. Ok, thôi xong rồi, học xong bài rồi. Chào mọi người đi, chào các bạn đi. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn đến video sau. See you later. Rồi, ok. Hôm nay